Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9 vừa qua tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định chính thức thanh tra toàn diện thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Theo đoàn Thanh tra Chính phủ, cuộc thanh tra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sẽ diễn ra trong vòng 50 ngày. Trước đó, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện về dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Mobifone từng cho biết, sau khi được Thủ tướng nhiệm kỳ trước chấp thuận cho Mobifone tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ truyền hình, Mobifone đã lập đề án đầu tư lớn vào truyền hình. Từ cuối năm 2015, Mobifone chính thức công bố việc mua lại AVG nhằm phát triển tập trung vào 4 mảng chính gồm di động, truyền hình, bán lẻ và đa phương tiện. Giá trị của thương vụ hiện vẫn chưa được tiết lộ. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của VOS, đồng thời giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu OGC và BTN. Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2016 hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30 tháng 6 2015 là âm gần 170 tỷ đồng. Tương tự, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương mà chứng khoán là OGC, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là âm 472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30 tháng 6 2016 là âm hơn 2.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngày 31 tháng 8 vừa qua, HOSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 của VOS với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là âm 128 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30 tháng 6 2016 là âm hơn 570 tỷ đồng. Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của VOS. Việc xem xét xử lý tiếp theo sẽ được đối chiếu với cổ phiếu VOS sẽ đang căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của công ty này. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8 vừa qua, hãng sản xuất dược phẩm nội địa hàng đầu Việt Nam là Glomed đã thuộc về tập đoàn Abbott. Hiện giá trị thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ. Công ty Glomed thành lập năm 1995, có hơn 100 sản phẩm dược với 2 nhà máy sản xuất tại Bình Dương và 5 chi nhánh trên cả nước. Việc mua lại công ty dược Glomed tạo điều kiện cho Abbott nâng cao khả năng phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh của người Việt Nam với các giải pháp chăm sóc sức khỏe trên nền tảng khoa học công nghệ và chất lượng cao. Tập đoàn Abbott là tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu tham gia vào thị trường Việt Nam 20 năm qua. Sau thương vụ này, Abbott đã trở thành một trong 10 công ty dược lớn nhất Việt Nam. Trước đó, vào cuối năm 2014, Abbott đã mua lại 2 hãng dược phẩm ở nước ngoài, gồm công ty Verofarm của Nga, công ty dược phẩm CFO của châu Mỹ Latin. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần ACV vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 2016 với hoạt động kinh doanh ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể. Doanh thu quý 2 2016 đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, biên lãi gộp đã tăng mạnh từ 10,3% lên 41,25%. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 1.360 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính chỉ đạt trên 190 tỷ đồng, tương đương 52% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt vì lỗ chênh lệch tỷ giá. ACV cho biết lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ sắp xỉ là 1.379 tỷ đồng, còn lỗ tỷ giá trong kỳ là hơn 895 triệu đồng. Tỷ giá đồng yên tính đến ngày 30 tháng 6 đã tăng 9,7% so với thời điểm ngày 1 tháng 4, từ 199,3 đồng một yên lên 218,23 đồng một yên. Nợ vay tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 24.357 tỷ đồng, chiếm 52,9% tổng nguồn vốn của tổng công ty. Tổng giá trị khoản vay nợ của ACV sắp xỉ 72,3 tỷ yên. Chuyển sang những thông tin trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ đầu tuần, phố Wall đã có một phiên giao dịch khá tốt với sắc xanh bao trùm cả sàn. Kết phiên giao dịch, cả 3 chỉ số chính đều tăng điểm nhẹ, trong đó chỉ số Nasdaq tăng mạnh nhất với 0,5%. Nhóm tài chính của S&P vốn có xu hướng tăng khi kỳ vọng về việc Fed nâng lãi suất tăng lên. Trong phiên này lại giảm 0,2% vì những cân nhắc về dữ kiện kinh tế mới đây dẫn đến nhận định Fed sẽ chưa vội tăng lãi suất. Trong khi đó, nhóm tiện ích vốn sẽ hưởng lợi nếu lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp đã tăng được 1%. Các chuyên gia nhận định do các số liệu kinh tế ở khu vực dịch vụ vừa ra kém lạc quan hơn kỳ vọng sẽ khiến Fed cân nhắc lại lộ trình nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách mới và cổ phiếu sẽ còn liên tục được hưởng lợi trong thời gian này.
Khối lượng giao dịch trong phiên vừa qua đạt khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân là 6 tỷ trong 20 phiên gần nhất, theo thống kê của Thomson Reuters. Thưa quý vị, tiếp theo là kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán châu Á. Kết phiên giao dịch thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc giảm điểm, chỉ số Nikkei 225 giảm gần 0,5%, chỉ số S200 của Úc tăng 0,2%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc nhích nhẹ. Yếu tố lớn ảnh hưởng lên khắp thị trường tài chính toàn cầu là đồn đoán về việc Fed chưa nâng lãi suất sau cuộc họp chính sách trong tháng này. Những dữ kiện kinh tế cùng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hay còn gọi là báo cáo thị trường lao động của Mỹ chính là một trong những điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed. Và không có gì quá ngạc nhiên khi những bản báo cáo đáng thất vọng đã giúp nhà đầu tư an tâm rằng Fed chưa vội hành động nâng lãi suất trong tháng này. Một trong những tác động sớm thấy nhất từ phản ứng của giới đầu tư là đồng bạc xanh yếu đi, các thị trường tiền tệ châu Á tăng nhờ đồng đô la Mỹ đã giảm. Đồng đô la Úc cũng tăng giá nhờ những nhận định về Fed và ngân hàng trung ương tại đây là RBA cũng mới quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất theo cơ bản. Theo các chuyên gia, RBA đang tỏ ra lo ngại nếu cắt giảm lãi suất thì thị trường nhà ở tại Úc sẽ nóng sốt quá mức. Một số thông tin doanh nghiệp đáng chú ý tại châu Á trong phiên hôm nay là cổ phiếu của tập đoàn Internet Rakuten. Mã này đã tăng 7,2% sau khi có thông báo hãng sẽ gia nhập Nikkei Everest. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của tập đoàn Hanshin giảm hơn 2% sau khi đã giành được quyền kéo dài thời hạn bảo hộ phá sản để neo thuyền tại các cảng của Mỹ mà không sợ bị chủ nợ siết tàu. Trong những ngày tới, thị trường châu Á sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến ở các thị trường tài chính như chính sách hối đoái của Trung Quốc, cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Trung ương Malaysia và cuộc họp của Fed. Theo một nguồn thạo tin, tập đoàn nhà nước Camcina của Trung Quốc vừa đảm bảo các điều kiện thỏa thuận với các bên cho vay để thực hiện thương vụ thâu tóm công ty sản xuất thuốc trừ sâu Syngenta AG của Thụy Sĩ. Tập đoàn Camcina đã kêu gọi đầu tư từ 17 ngân hàng để vay nợ được 12,5 tỷ đô la Mỹ có kỳ hạn, cộng với 200 triệu đô la tín dụng xây vòng. Hồi đầu năm, Camcina đã đồng ý sẽ mua lại Syngenta với giá 43 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là thương vụ lớn nhất thế giới ngành thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp. Với số tiền vay được, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến thương vụ này. Mặc dù các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã bật đèn xanh cho thương vụ, nhưng một số cơ quan chống độc quyền trên thế giới vẫn còn đang xem xét. Camcina đang lên kế hoạch bán khoảng 10 tỷ đô la cổ phần của một chi nhánh để đủ tiền thực hiện thương vụ. Ngoài ra, công ty sẽ thực hiện huy động vốn 15 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và vay thêm ở những nơi khác để bù số tiền 43 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, tập đoàn sản xuất thuốc trừ sâu và hóa chất của Đức là Bayer vừa thông báo đã đạt bước tiến mới trong thương vụ mua tập đoàn nông nghiệp Monsanto của Mỹ. Bayer đã đồng ý sẽ chi hơn 65 tỷ đô la Mỹ để mua lại Monsanto. Thông báo của Bayer đưa ra sau khi mức chênh lệch giá sản phẩm giữa hai công ty đã được thu hẹp đáng kể. Mặc dù vậy, những trở ngại về vấn đề chống độc quyền vẫn chưa được hai bên nhất trí. Trong một phát biểu, Bayer cho biết sẽ trả khoảng 127,5 đô la Mỹ một cổ phiếu để mua Monsanto, cao hơn một ít so với đề nghị trước đó. Một tờ báo tại Đức còn đưa tin, dẫn nguồn từ một người thạo tin rằng có thể Bayer sẽ chi đến 130 đô la Mỹ một cổ phiếu để chốt giá với Monsanto. Phía Monsanto cũng đã lên tiếng rằng rất hứng thú với lời đề nghị mới của Bayer. Tuy nhiên, tập đoàn có trụ sở tại San Luis này cũng cho biết vẫn đang xem xét đề nghị của Bayer cùng với đề nghị của một số tập đoàn giấu tên khác. Monsanto cũng cảnh báo vẫn chưa có gì chắc chắn, thương vụ này sẽ được chốt. Thưa quý vị, giá dầu đã quay đầu giảm còn 47 đô la Mỹ một thùng vào hôm thứ Ba sau khi hy vọng các nước sẽ giảm nguồn cung dầu đang dần tiêu tan. Hôm thứ Hai vừa qua, Ả Rập Saudi và Nga đã đồng ý sẽ hợp tác để sản xuất dầu. Giá dầu Brent đã bật tăng 5% sau khi Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Saudi cho biết chưa cần thiết để đóng băng sản lượng dầu. Giá dầu đã giảm khoảng một nửa so với mức giá hồi giữa năm 2014 và điều này đang gây khó khăn lớn cho các quốc gia xuất khẩu dầu. Hồi đầu năm, OPEC và Nga đã thảo luận về việc đóng băng sản lượng. Sau đó, do căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Iran, thỏa thuận này đã thất bại. Iran đã từ chối đóng băng sản lượng dầu sau khi được tháo dỡ lệnh cấm vận của phương Tây. Và hôm qua, thì Tổng thư ký của OPEC đã có cuộc họp với Bộ trưởng Dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc nói chuyện giữa hai bên hiện vẫn chưa được tiết lộ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Ngay sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3 của chương trình, phần bình luận thị trường.